kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thành Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính: lãnh đạo bắt tổ chức tinh ủy tặng quà cho cán bộ 40, 55 tuổi đảng. Tuổi trẻ ít lạc với phong trào, đền ơn đáp nghĩa. Liên hợp quốc đã công bố báo cáo về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Hội nghị thượng đỉnh hàng năm lần thứ bảy của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã khai mạc tại thành phố Ufa của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà của tỉnh ủy cho 36 cán bộ đảng viên có huy hiệu 40, 50 năm tuổi đảng và cán bộ chủ chốt các xã đã nghỉ hưu của huyện Vĩnh Tường đang nghỉ dưỡng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Trong đợt nghỉ dưỡng lần này, các cụ đã được cán bộ y bác sĩ bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh khám điều trị và tư vấn sức khỏe tuổi già, cách phòng chống các bệnh người cao tuổi thường gặp. Các cụ cũng đã được bệnh viện tổ chức cho đi tham quan một số di tích lịch sử như khu di tích cách mạng đá trông K9 ở Ba Vì, Hà Nội, Thiền viện An Tâm tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Nhân dịp đến thăm và tặng quà, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy đã thông báo về tình hình bầu cử đại hội chi đảng bộ các cấp. Đồng thời, tra 36 sức quà của tỉnh ủy cho các cụ, chúc các cụ sống vui sống khỏe để tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2015. Tham gia khóa huấn luyện 35 học viên là các chiến sĩ đã được học tập các môn học về chính trị, pháp luật, điều lệnh, võ thuật công an nhân dân, bắn súng quân dụng bơi lý thuyết và thực hành huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong thời gian tham gia huấn luyện các học viên luôn nêu cao tinh thần học tập tích cực tự giác đạt được các yêu cầu theo mục tiêu chương trình đề ra những kiến thức đã được trang bị sẽ là nền tảng cơ bản để các chiến sĩ phát huy được năng lực của bản thân khi về công tác phục vụ tại đơn vị mới Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí đại tá Trần Hào Hiệp, phó giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, chúc mừng 35 chiến sĩ vừa kết thúc khóa huấn luyện và mong muốn khi được phân công về làm nhiệm vụ tại đơn vị mới. Các chiến sĩ sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, phân đấu để hoàn thành nhiệm vụ của mình để có cơ hội được phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân. Trong khóa huấn luyện có 5 chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện, được giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy Vĩnh Phúc tặng giấy khen. Hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015, tuổi trẻ huyện Ít Lạc phát huy tinh thần sung kích tình nguyện, đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Giữa những ngày tháng 7 tri ân, với tinh thần sung kích của tuổi trẻ và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tuổi trẻ huyện Ít Lạc đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng tiêu biểu là các hoạt động dân hương, thắp nến tri ân tại nghệ trang liệt sĩ, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, triển khai các công trình thanh niên như ngọn đèn tri ân, bình hoa tri ân, với nhiều hoạt động mang tính giáo dục thanh niên với ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với đạo lý là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thì ban Hội đoàn liên lạc đã triển khai tới đồng loạt tới các cơ sở trong toàn huyện với phương châm là mỗi một cơ sở đoàn là một địa chỉ nhân đạo từ thiện bằng các hoạt động như là vệ sinh như trang liệt sĩ tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trồng cây xanh trồng hoa tại các khuôn viên tổ chức các hoạt động về nguồn về các khu di tích lịch sử cho đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn huyện đồng thời ban thường vụ đoàn cũng đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đối với người có công với cách mạng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiểu được đạo lý uống nước nhớ nguồn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc về với đoàn xã trung kiên một trong những cơ sở đoàn tiêu biểu của huyện yên lạc đã làm tốt công tác để đơn đáp nghĩa nhiều hoạt động cụ thể của ban chấp hành đoàn thanh niên xã triển khai đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia à, qua các trường uh, phần việc cụ thể như thế thì mục tiêu chính và định hướng chính của Đoàn thanh niên xã Trung Kiên là hướng tới các em nhớ đến à, nhớ đến về công các để ơn đáp nghĩa các anh hùng liệt sĩ đã vì quê hương đất nước thì đã ngã xuống để giáo dục cho các em cái nền tảng tư tưởng à, nhớ đến những người đã có công với đất nước và địa phương. Qua đó thì hình thành dần những nhân cách sống và sự cố gắng để sau này các em được trưởng thành hơn. Đền ơn đáp nghĩa là tình cảm trách nhiệm đối với những công hiến hy sinh của những người có công với tổ quốc, với dân tộc. Những việc làm của tuổi trẻ huyện Yên Lạc không những thể hiện được tính sung kích sáng tạo, tiên phong của đoàn viên thanh niên, mà còn góp phần không nhỏ trong việc động viên tinh thần các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ổn định cuộc sống, đoàn kết xây dựng địa phương phát triển. Với đặc thù là trung tâm tỉnh lỵ lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên ngày càng tăng, trong khi mạng lưới giao thông đô thị chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, công an thành phố Vĩnh Yên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần thực hiện ba giảm về an toàn giao thông để hạn chế tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Ban An toàn giao thông thành phố Vĩnh Yên đã triển khai nhiều phương án cụ thể như để mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, tạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông, tập trung để mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời, công an thành phố đã xây dựng kế hoạch và mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã tổ chức gần 370 ca tuần tra kiểm soát, quả đó phát hiện là biên bản trên 5.300 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 1.100 phương tiện các loại và trên 4.200 bộ giấy tờ xe, xử lý vi phạm hành chính hơn 4.300 trường hợp, với tổng số tiền phạt trên 2,8 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Nhờ những biện pháp tích cực đó, trong 6 tháng đầu năm nay, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều chuyển biến, nhất là ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của người dân được nâng lên rõ rệt, có phần làm giảm tai nạn giao thông. Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Đây cũng là bản báo cáo cuối cùng do Liên Hợp Quốc công bố trước thời hạn chót thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong khi giới thiệu những thành tựu mà cộng đồng quốc tế đạt được trên đề tài phát triển, báo cáo kêu gọi tiếp tục giải quyết vấn đề bất bình đẳng tồn tại trong đề tài phát triển bền vững của toàn cầu sau này. Báo cáo cho thấy năm 2000 toàn cầu có khoảng 1,9 tỷ dân sống dưới chuẩn nghèo chiếm gần một nửa tổng dân số thế giới năm đó. Hiện nay con số này đã giảm xuống còn hơn 830 triệu người chiếm 14% tổng dân số toàn cầu. Báo cáo đồng thời nêu rõ cộng đồng quốc tế cũng đã đạt được thành tựu nổi bật trong ứng phó bệnh truyền nhiễm. Trong 15 năm qua, hơn 6,2 triệu người mắc bệnh dịch tả đã tránh được tử vong. Chiến dịch phòng chống bệnh lao phổi trên toàn cầu đã cứu được khoảng 37 triệu sinh mạng. Trong lĩnh vực y tế công, điều kiện y tế của 2,1 tỷ người trên thế giới đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ dân số buộc phải đi vệ sinh ngoài trời gần như đã giảm một nửa so với năm 1990. Song báo cáo nêu rõ, các vấn đề như bất bình đẳng giới, khoảng cách giàu nghèo vẫn là những vấn đề chủ yếu cản trở sự phát triển bền vững của loài người. Hội nghị thượng đỉnh hàng năm lần thứ bảy của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã khai mạc tại thành phố Ufa của Nga. Hội nghị diễn ra trong ngày 8 và 9 tháng 7 với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên. Hội nghị năm nay dự kiến thông qua thỏa thuận kinh tế mới do các thành viên chuẩn bị, cũng như thành lập ngân hàng phát triển mới của nhóm. Ngân hàng phát triển mới được xem là sự thay thế cho hệ thống ngân hàng phương Tây với mục đích hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển. Thỏa thuận về các tiêu chí của ngân hàng này được ký vào ngày 15 tháng 7 năm ngoái tại hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil. Với tư cách là chủ tịch luân phiên BRICS năm nay, nước chủ nhà Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập sự tương tác với các nước BRICS và coi mối quan hệ với các nước BRICS là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao. Iran đã hối thúc các cường quốc trên thế giới dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Tehran. Nhấn mạnh đây là một rào cản trong tiến trình đàm phán một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của nước này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5-1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức về chương trình hạt nhân của Tehran, một lần nữa lại bỏ lỡ thời hạn chót mùng 7 tháng 7 và phải kéo dài thêm ít nhất 2 ngày. Trước đó phát biểu cùng ngày ở Viên Áo, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, bà Federica Mogherini cho biết, các bên sẽ tiếp tục đàm phán thêm hai ngày nữa. Tuy nhiên, phía Mỹ lại cho rằng thời hạn của thỏa thuận tạm thời các bên đã được hồi tháng 11 năm 2013 được gia hạn đến ngày mùng 10 tháng 7, có nghĩa đây là thời hạn chót mới. Các tay súng hồi giáo cực đoan Asabat đã sát hại 14 công nhân mỏ trong một cuộc tấn công tại một khu dân cư ở phía đông bắc Kenya. Hội chữ thập đỏ Kenya cho biết một cuộc đột kích đêm của nhóm khủng bố Asabat ở thị trấn Maranda đã khiến các nạn nhân không kịp chống đỡ. Nhiều người bị sát hại khi đang ngủ Hai ngày trước trong một cuộc đột kích khác gần đó, Asabat cũng đã sát hại hơn 10 công nhân Kitô giáo. Tháng 6 vừa qua, cũng tại khu vực này, Asabat đã thực hiện một vụ thảm sát làm 36 công nhân mỏ thiệt mạng. Lực lượng nổi dậy Asabat tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công thảm sát ở Kenya, chừng nào mà các binh sĩ nước này chưa rút khỏi sứ mệnh của lực lượng Liên minh châu Phi AU chống lại phiến quân này ở Somalia. Cụ bà Susana Musat Zon sống tại Brooklyn, bang New York, Mỹ, đã được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người lớn tuổi nhất thế giới. Cụ John sinh ngày 6 tháng 7 năm 1899 đã chính thức trở thành người lớn tuổi nhất thế giới vào ngày 17 tháng 6 năm 2015 với 115 tuổi và 346 ngày. Cụ John bị mất thị lực từ vài năm trước và bị lãng tai, tuy nhiên chưa đến mức phải nằm một chỗ trên giường và cụ chỉ phải uống một ít thuốc mỗi ngày. Cụ John có đến 100 người cháu, cả gái lẫn trai. Cụ John vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 176 cùng đại gia đình và bạn bè vào ngày mùng 7 tháng 7. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.